Chào các bạn, video này thì mình hướng dẫn cho các bạn là mệnh đề tính từ. Mệnh đề tính từ là một trong những cái ngữ pháp cực kỳ quan trọng. Hầu như các câu trong TOEFL thì nó liên quan đến mệnh đề tính từ. Chính vì thế nên chúng ta cố gắng học kỹ về mệnh đề tính từ này. Ở đây chúng ta thử đi mệnh đề tính từ. Chúng ta thử xem đi vào dẫn nhập một chút. Rồi thì như được các bạn đã biết thì tính từ thì bao giờ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đằng sau đó, đúng không bạn nhỉ? Ví dụ chúng ta có danh từ là từ pen, chúng ta có tính từ chính là từ white. Thì ở đây thì các bạn thấy là white chính là tính từ bổ nghĩa cho danh từ chính là từ pen đấy. Nào, tính từ bổ nghĩa cho danh từ đằng sau đó. Vậy đối với mệnh đề tính từ thì như nào? Thì mệnh đề tính từ nó giống hệt như là tính từ, có cùng có chức năng là bổ nghĩa, bổ sung nghĩa cho danh từ, bổ sung nghĩa danh từ, nhưng vị trí nó khác một chút. Thì đối với mệnh đề tính từ, mệnh đề tính từ thì nó đứng sau danh từ, mình viết tắt mệnh đề tính từ, đứng sau danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đằng trước đó. Ở đây thì mình vẫn có danh từ là từ pen, nhưng mình sử dụng mệnh đề tính từ để miêu tả cái bút này nó trắng thì chúng ta sẽ nói là which is right. Đó, thì các bạn thấy là toàn bộ đây này các bạn này, đây nó chính là mệnh đề tính từ. Mệnh đề tính từ này bổ nghĩa cho danh từ trước đó. Cái bút mà nó màu trắng thì chính là cái bút nó trắng, thì chính là từ bằng từ white pen đấy. Vậy chúng ta có một số cái ví dụ sau. That's mine. Now, who is playing the guitar? Lord is my father. Nào, các bạn thử phân tích câu này được không ạ? Ở đây các bạn này, đây chính là mệnh đề tính từ này. Đây chính là sắp cộng với verb O. Đây chính là sắp cộng với verb O, mệnh đề tính từ. Mệnh đề tính từ này bổ nghĩa cho danh từ trước đó. Người đàn ông kia đang chơi đàn guitar thì là bố của tôi. Ở đây thì chúng ta có thể cái sự đặt khác, diễn đạt khác như sau. Nào, vẫn là that man. Nào, playing the guitar my father. Thì các bạn nhìn này, đây chính là mệnh đề tính từ này. Đây, mệnh đề tính từ. Trước chỗ này mệnh đề tính từ này nó chỉ là mệnh đề tính từ giản lược verb định O. Mệnh đề tính từ này cũng bổ nghĩa cho danh từ trước đó. Người đàn ông kia đang chơi đàn guitar là bố của tôi. Rồi, chúng ta có thể viết cái khác vẫn diễn đạt như này. Mình nói là bring the guitar phẩy that man is my father. That's my father. Đấy. Đối câu này thì sao các bạn? Câu này thì đây là mệnh đề tính từ này các bạn. Mệnh đề tính từ này thì bổ nghĩa cho chủ ngữ đằng sau đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta vừa nãy có một cái là đối mệnh đề tính từ thì đứng sau danh từ, bổ nghĩa danh từ trước đó. Thì tại sao lại đây là mệnh đề tính từ lại đứng đầu câu để bổ nghĩa danh từ sau đó? Thì đây nó là một trong những tính chất đặc biệt của mệnh đề tính từ giản lược các bạn. Thì ở đây thì các bạn quan tâm là như nào? Ở đây thì các bạn thấy từ which này nó là gì, hay là từ who tại sao lại có ở đây, hay lại có ở đây? Ở chỗ này tại sao lại không có từ who, từ which hay là cái gì đó nữa, mà tại sao chỗ này nó đứng đầu câu? Đấy, các bạn có thắc mắc câu hỏi đấy không? Nếu có thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cấu trúc của mệnh đề tính từ, và những cái từ who
từ which này nó là gì và vị trí của nó như thế nào. Đấy, chúng ta có những câu hỏi như sau. Thứ nhất là cấu trúc của nó. Cấu trúc nào, nó có quy luật không? Bây giờ chúng ta cần đặt hỏi ra. Cái thứ hai là đối với các từ who, cái từ who, từ which này nó là gì? Nào, who, which này nó là gì? Và câu hỏi thứ ba chúng ta có thể đặt ra là cái vị trí của nó, nó cũng có cố định không? Thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết được ba câu hỏi này. Bây giờ chúng ta đi bắt đầu. Chúng ta đi vào cái cấu trúc. Đối cấu trúc của mệnh đề tính từ thì gồm có hai dạng các bạn, Thứ nhất là dạng đầy đủ. Và thứ hai là dạng giản lược. Chúng ta thử xem dạng đầy đủ gồm như thế nào. Gồm thứ nhất là sub cộng với s cộng verb. Và cái thứ hai là sub cộng với verb cộng o. Đây là có hai dạng. Còn dạng giản lược của nó thì chúng ta gồm có verb ed cộng với dưới từ o. Chúng ta có verb in cộng với o. Chúng ta có to cộng verb cộng o. Và chúng ta có o. Đây là dạng giản lược của nó. Đối dạng giản lược của này thì là gì? Nó gồm có tính từ, nó gồm có trạng từ cộng với tính từ và nó gồm có often hoặc always cộng với danh từ. Thì đối dạng giản lược này thì nó là giản lược của cái gì mà ra? Thì nó giản lược của cái này các bạn này. Nó giản lược thứ nhất nó là s cộng với to be này các bạn, s cộng to be cộng verb ed cộng dưới o. Đây là thể bị động các bạn, còn đối với cái này thì nó chính là giản lược của s, cũng là s cộng với to be cộng verb in o. Nào, hiện tại tiếp diễn. Còn cái này thì nó là giản lược của s cộng với to be cộng với to verb o. Thì đây là cấu trúc là để trong tiếng Anh. Ví dụ the pen is to write, cái bút là để viết. Còn cái này thì giản lược của cũng là s cộng với to be cộng với o. Đây là s verb o, động từ là động từ to be. Được chưa nhỉ? Đây là giản lược. Các bạn nhớ cho mình cái này để các bạn nhớ được cái giản lược của nó. Rồi, thì đây có một cái chú ý. Đối với mệnh đề tính từ giản lược, thì chúng ta nói gọi là thường thiếu. Đây chúng ta nói thiếu gì nhỉ? Thiếu o. Đây chính là thiếu s. Thì đối cái này thì mình không nói sâu cái này. Thì đối o của này đâu? O của này nó chính là sub này các bạn. O của này chính là sub. Còn đây chủ ngữ của nó đâu? Chủ ngữ của đây nó chính là sub. Đấy, chú cho mình này. Còn cái thứ hai là đối với mệnh đề tính từ đầy đủ ấy mà động từ hai từ ngữ thì nó gồm có cả sub s verb o, sub s o. Đối với động từ hai từ ngữ, đối động từ hai từ ngữ thì các bạn search cho mình động từ hai từ ngữ thì các bạn sẽ biết là động từ hai từ ngữ như nào. Còn đối với dạng giản lược của nó thì chúng ta chú ý cái gì? Đối với dạng này thì chúng ta chú ý thứ nhất là đối với dạng mệnh đề tính từ giản lược to cộng verb o này, dạng này thì đằng trước là danh từ chỉ số thứ tự. Chỉ số thứ tự có nghĩa là có the first, the second, vân 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 là số thứ tự. Rồi, cái chú ý thứ hai. Cái note 2 là
Đối với trong một đáp án, trong đáp án có hai mệnh đề. Trong đáp án có hai mệnh đề. Thứ nhất là mệnh đề tính từ. Đầy đủ. Và mệnh đề tính từ giản lược. Thì chúng ta phải ưu tiên là chọn mệnh đề tính từ giản lược. Ở đây chúng ta có hai cái nốt như này. Đây là cấu trúc của nó. Bây giờ chúng ta thử xem sắp là gì. Chúng ta vừa nói sắp nhưng chúng ta chưa nói là sắp chính là gì. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho bạn sắp là gì. Chúng ta đi vào cái thứ hai, các sắp của mệnh đề tính từ. Rồi chúng ta đi vào các sắp của mệnh đề tính từ. Sắp này nó viết tắt của từ separator. Đó chính là từ quan hệ của bạn, gọi là từ quan hệ. Đối với sắp này thì chúng ta gồm có những loại sau. Thứ nhất là sắp mà danh từ đằng trước là danh từ chỉ người. Danh từ chỉ người thì sắp chúng ta gồm có từ who và từ giáp. Còn liên quan đến danh từ chỉ vật thì chúng ta gồm có từ which và từ giáp. Còn chỉ đối với thời gian mình viết là tg, là chúng ta sẽ sắp nó chính là từ when. Còn đối với chỉ nơi trốn thì chúng ta sẽ sử dụng là từ where. Đây gọi sắp. Thì còn có một cái chú ý là đối với sắp chỉ cả người cả vật thì chúng ta có từ whose cộng nào thì bằng sắp của mệnh đề tính từ, sắp mệnh đề tính từ. Các bạn lưu ý cho mình. Thì ở đây thì chúng ta chú ý cho mình cái là có một cái chú ý như sau, Nose. Đối với các danh từ chỉ người thì chúng ta gồm có các đuôi. Chúng ta có đuôi er, đuôi or, đuôi is, đuôi ist, đuôi ir, en, hoặc đuôi man, hoặc đuôi woman. Đây là các đuôi chỉ người. Khi mà có các đuôi chỉ người thì sắp phải là từ who hoặc từ that. Các bạn chú ý cho mình cái này. Đấy là các sắp. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái nữa là vậy vị trí của mệnh đề tính từ nó ở đâu? Vị trí. Chúng ta đi vào cái thứ ba, vị trí. Đối với mệnh đề tính từ thì chúng ta có hai vị trí, Thứ nhất là đứng sau danh từ. Để bổ nghĩa cho danh từ đằng trước đó, để bổ nghĩa danh từ trước đó. Các bạn chú ý cho mình nhé. Đứng sau danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đằng trước đó. Và cái thứ hai, chỉ riêng mệnh đề tính từ giản lược có thể đứng ở đầu câu. Mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho chủ ngữ đằng sau đó. Các bạn chú ý cho mình cái trường hợp này. Chỉ riêng mệnh đề tính từ giản lược có thể đứng ở đầu câu để bổ nghĩa cho chủ ngữ đằng sau đó. Đấy. Đối với cái này thì các bạn có thể nào nhỉ? Nốt gì các bạn? Nếu gạch chân sau danh từ thì có thể có gì các bạn? Thì có thể có mệnh đề tính từ được. Tại vì sao? Mệnh đề tính từ thì bổ nghĩa cho danh từ đằng trước đó. Rất đơn giản đúng không các bạn nhỉ? Đối với cái nốt của cái này thì sao? Nếu gạch chân đằng trước S vấp O thì có thể có gì? Thì có thể có một mệnh đề tính từ giản lược được. Tại vì sao? Mệnh đề tính từ giản lược thì bổ nghĩa cho chủ ngữ đằng sau đó các bạn, chủ ngữ đằng sau đó. Đây là một trong những cái cực kỳ quan trọng liên quan đến mệnh đề tính từ. Đối với cái này thì các bạn cần nhớ cái gì? Chúng ta thử tổng hợp một chút. Phải nhớ mình nói chữ phải đấy các bạn, phải nhớ. Thứ nhất là cấu trúc gồm có đầy đủ và giản lược.
Cái thứ hai, đầy đủ giảm lượng rồi. Cái thứ hai, chúng ta nhớ các sắp. Các sắp thì gồm có chỉ người, chỉ vật, chỉ thời gian, chỉ nơi chốn. Cái thứ ba là chúng ta nhớ vị trí, nhớ vị trí. Rồi, mình đã gói gọn được ngắn như này rồi và nó theo cái mạch logic rất là cụ thể. Chính vì thế nên các bạn cố gắng nhớ để chúng ta có thể luyện đề. À, trước khi chúng ta chuyển sang luyện đề thì yêu cầu các bạn nhớ cho mình ba cái ý này. Rồi chúng ta chuyển sang luyện đề. Yêu cầu nhớ rồi chúng ta mới chuyển sang luyện đề. Bây giờ chúng ta chuyển sang luyện cho thành thục. Chúng ta cùng luyện mệnh đề đính từ. Đối với tất cả các câu liên quan 15 câu đầu thì các bạn cố gắng là phân tích cái vế mà không gạch trước. Ví dụ đối với câu 1 thì các bạn sẽ phân tích cái vế này, cái này trước tại vì nó gạch đằng sau. Đối với những cái câu mà có dấu phẩy này thì các bạn phân tích cái vế mà nó không có gạch trước. Vậy trong chỗ này, đối với câu này thì chúng ta phân tích là cái vế ở vế bên tay trái, còn vế bên phải chúng ta phân tích sau. Bạn chú ý cho mình phân tích cái vế không gạch trước để chúng ta tìm cái dạng tổng quát để chúng ta quy về một trong năm cấu trúc cứng. Chúng ta thử làm đối với câu 1. Ở câu 1 thì các bạn xác định verb bao giờ, thế chúng ta xác định verb chính là từ become. Thì đây chúng ta xác định tổng quát là gì? Thì đằng trước verb thì các bạn cứ coi như là s, đằng sau nó là o, thế cho nó dễ được chưa các nhỉ? Vậy đối câu này thì nó đang là gì nhỉ? Nó đang là s cộng với verb cộng với o gạch. Vậy có thể thiếu gì? Thứ nhất là mệnh đề tính từ. Thứ hai là trạng từ và mệnh đề trạng từ. Rồi chúng ta có ba cái này. Đấy. Thế trong chỗ này chúng ta chọn gì đây? Thì đây chúng ta chỉ có thể chọn phương án C, nó chính là mệnh đề tính từ. Giản lược cấu trúc là gì gọi nhỉ? Cấu trúc là to cộng với verb cộng o, mệnh đề tính từ giản lược. Mệnh đề tính từ thì đứng sau danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đằng trước đó. Có một cái lưu ý như này, đối với mệnh đề tính từ giản lược to verb o, các bạn chú ý cho mình, đối từ knows có chú ý. Đối với mệnh đề tính từ giản lược to cộng với verb o thì dấu hiệu của nó là đằng trước là danh từ chỉ số thứ tự, danh từ chỉ số thứ tự. Rồi sau đó có mệnh đề tính từ to verb o, đây là dấu hiệu nó, dấu hiệu là đây. Đây chính là dấu hiệu bạn, số tự. Số tự là gì? Chúng ta có gồm có mạo từ, rồi sau đó là first, rồi sau đó cộng danh từ, hoặc là second, hoặc là third, vân vân. Đấy. Thì đây gọi là dấu hiệu của mệnh đề tính từ này các bạn. To verb o. Chỉ liên quan to verb o này, nó có dấu hiệu này. Chúng ta xem tiếp đối câu 2. Câu 2 thì chúng ta thấy có dấu phẩy thì chúng ta bám dấu phẩy. Ở đây thì các bạn thấy là đây có phải là mệnh đề tính từ giản lược không? Verb in o, mệnh đề tính từ giản lược verb in o. Nào chúng ta thử xem. Verb in o. Thì mệnh đề tính từ giản lược thì có thể đứng ở đầu câu để bổ nghĩa cho chủ ngữ đằng sau đó, để bổ nghĩa cho chủ ngữ đằng sau đó. Vậy sau cái dấu phẩy này kiểu gì cũng phải là một s verb o. Kiểu gì cũng phải là một SO. Thì ở đây thì chúng ta thử xem có verb không. Ở đây thì chúng ta không có verb đâu cả. Đây chúng ta không có verb, toàn cấu trúc A ở B, rồi sau đó giới thiệu danh từ. Rồi, vì thế nên câu này nó đang thiếu một S và một verb. Thiếu một S verb. Chúng ta đang cần tìm cái S và verb này. Thì nhìn các đáp án để chúng ta tìm ngay S verb thì chỉ có thể phương án nào các bạn nhỉ? Ở đây thì chúng ta chọn phương án B. Phương B, adverb. Còn các phương khác thì các bạn thấy là nếu mà chọn phương án C thì sao? Nào mình phân tích cho các bạn chút tại sao không chọn được phương án C. Còn phương án A thì phương án D thì quá rõ rồi, tại không chọn. Nào, đối với phương án C thì nó sẽ như sau. Nếu thế thì sẽ là S verb in cộng với O sau này. Sau S, sau S này chúng ta có một mệnh đề tính từ chính là sub cộng với verb O.
Mệnh đính từ này bổ cho danh từ đằng trước đó, chính vì thế nên câu này nó chưa có verb O. Đấy các bạn, vì thế nên chúng ta không chọn được. Đây này các bạn này, sub verb và toàn bộ đây là O. Nếu thế thì chúng ta chưa có verb và O, verb O. Chúng ta xem tiếp đối câu 3. Đối câu 3 thì chúng ta thử xem. Ở đây là giới tự danh từ chúng ta bỏ rồi đúng không? Bỏ rồi. Verb đâu? Nào, đây là dấu hiệu xác định của động từ, vì thế chúng ta xác định đây là verb. Thì câu này chúng ta chọn gì đây? Ở đây thì chúng ta có S cộng với verb cộng O cũng là gạch. Lại thiếu mệnh đề tính từ, trạng từ, mệnh đề trạng từ đúng không ạ nhỉ? Thì đây chúng ta chọn gì? Ở đây chúng ta dễ dàng chọn được phương án phần B là to cộng với verb O, mệnh đề tính từ lần lượt, liệu được không? Nhưng các bạn thấy là đằng trước có dấu hiệu không? Không, nhưng đây là cấu trúc rồi các bạn, cấu trúc. Đây là cấu trúc rồi các bạn, cause something, to do something. Nguyên nhân gây ra cái gì đó các bạn, nguyên nhân gây ra gì đó. Ở đây chúng ta chọn phương án phần B. Còn phần A thì chúng ta thừa động từ, còn phương án C cũng thế, chúng ta thừa động từ. Còn phần D thì có hai FO sai, đây là một FO, đây là một FO tiếp vì nên sai. Một câu chỉ gồm có một S verb O chính thôi các bạn. Chúng ta làm tiếp đối câu 4. Đối câu 4 này thì các bạn luôn luôn xác định verb. Verb là gì? Verb chính là từ occur đúng không? Verb occur. Rất dễ, tại vì chúng ta có dấu hiệu để các bạn most often này, most often. Nào, thì đây nó là một trong những dấu hiệu là cấu trúc gì đấy các bạn nhỉ? Cấu trúc S cộng với verb O rồi sau đó gạch. À đây các bạn thấy là đây nó là mệnh đề trạng từ, mình sẽ nói sau các bạn, mình sẽ nói cho các bạn sau đối với video sau. Mệnh đề trạng từ này đang là sub cộng với s, nó đang là như này, sub cộng với s rồi sau đó cộng danh từ đây rồi sau đó là verb O. Thì đây trong chỗ này chúng ta sẽ chọn gì? Đây chúng ta sẽ chọn phương án là phương án D. Phương án D mình sẽ viết lại cho các bạn, S verb O rồi sau đó là sub. Sau sub này chúng ta có một mệnh đề tính từ, trong chỗ này chính là verb in cộng với verb in O rồi cộng với verb O. Đây là mệnh đề trạng từ này các bạn. Đối với mệnh đề tính từ này bổ nghĩa danh từ đằng trước đó chính là chủ ngữ. Chủ ngữ câu này chúng ta chọn phương án D. Đấy, ở đây thì nói lên cái gì? Các bạn thấy là từ win này nó chính là một danh từ, vậy gạch chân sau danh từ có thể có một mệnh đề tính từ được. Verb trong trường này chính là encounter, nhà encounter. Còn đối phân B không chọn được, tại vì sao? Tại vì đây có phải là verb sắp cộng với verb O không? Được, nhưng ở đây thì chúng ta thiếu là thiếu to be các bạn, phải là to be. Trong trường này chúng ta sẽ chọn gì? Ở đây thì chúng ta sẽ chọn là to be là từ A, nhưng chúng ta không có là chúng ta không chọn được. Verb in không phải là verb chính. Tiếp đối câu 5. Câu 5 thì các bạn thấy là có verb không? Có verb, có. Ở đây thì chúng ta verb nó chính là từ has been on. Rồi, thì đây nó lại là cấu trúc S verb O đầy đủ, S O đầy đủ. Vậy S verb O đầy đủ, chúng ta có S cộng verb cộng O đầy đủ gạch. Có thể có mệnh đề tính từ được. Đây chọn gì đây? Thì chúng ta dễ dàng chọn được phương án. Phương án D đó chính là sub cộng với verb O, mệnh đính từ sub verb O. Mệnh đính từ này bổ nghĩa danh từ đằng trước đó. Còn phương án C tại sao không chọn được? Tại vì sao? Tại vì đây chính là sub, đây là S, đây là verb, toàn bộ đằng sau là O, mệnh đề tính từ chỉ gọi là thường thiếu, có nghĩa là không bao giờ có sub cộng S cộng verb O. Đấy, mệnh đính từ gọi là thường thiếu mà, thường thiếu nó chỉ có sub cộng với S cộng verb hoặc là sub cộng với verb cộng O rồi, chúng ta không có sub cộng S verb O. Còn đối với belong thì luôn đi với to, belong đi to, nó có nghĩa là thuộc về. Ví dụ em thì thuộc về anh, chúng ta sẽ nói là you belong to me, you belong to me, em thì thuộc về anh. Đấy, belong luôn với to ạ, nghĩa là thuộc về. Còn phần B cũng thế, ở đây thì chúng ta là sub cộng với verb in O thì chưa đầy đủ verb, đây không phải là một verb
chưa đầy đủ verb, chúng ta cần phải là to be cộng verb in mới gọi là một verb hoàn chỉnh, vì thế nên chúng ta không chọn được. Còn phương A thì nếu mà chọn thì chúng ta thừa verb luôn nhỉ. Đây chúng ta có verb rồi và đây có verb nữa, mình sai. Xem tiếp đối câu 6. Rồi câu 6 thì các bạn có dấu phẩy thì các bạn thấy như nào nhỉ? Rồi, đây này các bạn, SVO. Verb chính là create. Thì đằng trước SVO có thể là gì? Nào, câu này thì hơi khó cho bạn chút tại vì nó liên quan mệnh đề trạng từ, mình sẽ nói sau. Nhưng mình sẽ nói liên quan, mình sẽ nói mệnh đề trạng từ để các bạn có thể là biết được sau này sẽ học mệnh đề trạng từ. Ở đây thì các bạn thấy sau dấu phẩy, chúng ta đang có S cộng với verb O, sau dấu phẩy SVO. Thì đằng trước nó là gì? Đằng trước ở đối câu này nó là mệnh đề trạng từ này các bạn, sub cộng S cộng verb O, sub SO. Chúng ta chọn phương án là phương án B, thì đối câu này thì tại sao mình lại cho ở đây? Tại vì có một mệnh đề tính từ đây các bạn này, that a sun bomb này. Đấy. Đằng sau cái chủ ngữ này thì chúng ta có mệnh đề tính từ chính là sub cộng verb O. Mệnh đề tính từ sub verb O. Mệnh đính từ này bổ nghĩa cho danh từ trước đó chính là chủ ngữ, đằng sau từ if, Chúng ta làm đối với câu 7 xem sao. Ở câu 7 thì các bạn dễ dàng xác định verb nó chính là từ lose. Tại vì sao? Đây là dấu hiệu trạng từ này, trạng từ bổ nghĩa cho động từ, vì tính đây là verb. Thì các bạn phân tích như này thì các bạn lại phân tích là S, verb, O đầy đủ. Đấy, các bạn chỉ phân tích cái tổng quan như thế nhỉ. Đừng cần phân tích những cái nhỏ như này. Đừng có phân tích. Bây giờ chúng ta chỉ xác định đây là verb. Vì thế nên các bạn xác định đây là một S, verb, O đầy đủ. TOEFL nó hay như thế các bạn. Nào, vậy trước chỗ này chúng ta lại là S cộng verb, O gạch, đúng không ạ nhỉ? Mệnh đề tính từ đúng được. Còn phần trạng từ, mệnh đề trạng từ mình sẽ nói sau. Rồi, tại vì ở đây thì mình tập trung vào mệnh đề tính từ. Nào, ở đây thì các bạn thấy chọn được cái gì? Phương B thì loại ngay rồi, đúng không ạ nhỉ? Phương án A, liệu có thể chọn được không? Nó có thể là đối với trạng từ chúng ta bỏ đi. Trạng từ không cần xét, Thì đối phương A có thể là to verb O không? Được, phương A có thể là to verb O. Nào các bạn xem, đối với phương A nó đang dạng là to cộng verb O, mệnh đề tính từ giản lược. Còn phương B thì loại ngay rồi, nó là verb in. Nếu mà chọn thì chúng ta thừa thừa verb. Còn phương C cũng thế, nếu mà chọn là thừa verb. Còn phương D, phương D nó đang dạng là verb in O. Vậy chọn gì đây? Như thế thì chúng ta thấy là hai cái này phù hợp là mệnh đề tính từ, nhưng chúng ta phải chọn là phương án phương D, Tại vì sao? Tại vì vừa nãy chúng ta xem câu 1 xong. Đối với mệnh đề tính từ giản lược to verb O thì dấu hiệu của nó đằng trước danh từ, phải là liên quan đến số thứ tự, thì các bạn thấy là đằng trước này nó không liên quan đến số tự gì cả, chính vì thế nên sai các bạn, Nào, càng ngày càng hay đấy. Chúng ta làm câu 8 nào. Câu 8 thì các bạn thấy có dấu phẩy, xem đây là gì. Thì đây các bạn này, đây có phải là verb ED cộng giới tính O không? Đúng rồi, đây chính là mệnh đề tính từ giản lược, verb ED cộng giới tính O. Chúng ta có từ build, verb ED của nó sẽ là từ builder, đúng không ạ nhỉ? Đấy, đây chính là cộng với verb ED các bạn, động từ bất quy tắc. Thì đây chính là verb ED cộng với giới tính O. Rồi sau đó thì chúng ta lại có cấu trúc gì nhỉ? Đây là cấu trúc s phẩy chấm chấm phẩy verb O rồi sau đó gạch. Đây là cấu trúc 5 các bạn. Nào chúng ta thử xem cái này bỏ rồi, chúng ta xác định như này rồi thì nó chính là s cộng với verb cộng O gạch, đúng không ạ nhỉ? Thì các bạn thấy này có thể chọn gì đằng sau. Bây giờ chúng ta thử xem đây có thể có mệnh đề tính từ, mệnh đề trạng từ, nào thì sau đó thì các bạn phân tích tiếp, đây đang là verb O rồi. Vậy thiếu gì? Đây chính là thiếu một sub để trở thành mệnh đề tính từ, chính là sub cộng với verb cộng O. Thì các bạn thấy là đấy đuôi này đuôi chỉ chính người, chính vì thế nên chúng ta sử dụng từ who. Rồi chúng ta làm câu 9 nào. Các bạn thấy lại có dấu phẩy
Thì các bạn phân tích cái vế mà không có gạch trước, vì thế nên chúng ta sẽ phân tích cái vế này. Thì các bạn xác định có động từ không? Ở đây chúng ta có động từ. Vậy bây giờ các bạn xác định tổng quát như sau. Tổng quát nó là gạch S verb O. Nào chúng ta lại quy về được 5 cấu trúc cứng. Là gạch FO có thể thì có gì? Mệnh đề tính từ, giản lược, trạng từ mệnh đề, trạng từ. Vậy các bạn chọn gì đây? Ở đây thì chúng ta chọn gì đây các bạn nhỉ? Ở đây chúng ta chọn phương án C. Nó trong chỗ này nó đang là mệnh đề tính từ giản lược verb ED cộng với giới tự O này các bạn. Rồi sau đó N verb ED cộng với giới tự O. Đấy, các bạn thấy là trong chỗ này đây là cấu trúc song song của verb ED cộng giới tự O. Đấy, verb ED cộng giới tự O, rồi sau đó là một S verb O. Chúng ta có hai mệnh đề tính từ giản lược bổ nghĩa cho chủ ngữ đằng sau đó. Còn đối với phương án B thì liệu chọn được không? Thì các bạn thấy là đây là verb in, thì sau verb in phải là vào ô luôn. Chính vì thế nên chúng ta không chọn được, cái này sai. Còn phương án D, phương án B thì các bạn thấy là có thể là mệnh đề tính trạng từ sao? Mình sẽ nói cho các bạn sau, liên quan đến video sau, tại sao chọn được mệnh đề trạng từ. Còn phương án D thì đây nó chỉ là một S với O tiếp. Nếu thế thì chúng ta có hai S với O, vì thế chúng ta không chọn được S với O 1, sau đó S với O 2. Trong một câu chỉ có một S với O thôi. Chúng ta thử xem câu 10. Đối câu 10 thì các bạn thấy là có dấu phẩy, các bạn phân tích cái vế mà không có gạch trước. Ở đây thì các bạn thấy có verb, nó chính là maybe reduce. Thì đây chúng ta có S verb O đầy đủ. Thì lại là cấu trúc S verb O đầy đủ có thể có gì? Có thể có một mệnh đề tính từ, trạng từ mệnh đề, trạng từ. Đây chúng ta chọn gì đây? Bây giờ chúng ta phân tích tiếp. Đây chúng ta có verb O rồi. Verb O. Vậy nó lại ra dạng là S cộng với verb cộng O gạch. Hiện tại đang là verb O, thiếu gì đấy các bạn nhỉ? Đây chỉ thiếu sắp thôi để chuyển thành mệnh đề tính từ sắp cộng verb O, bổ nghĩa cho danh từ đằng trước đó. Thì chúng ta sẽ chọn phương án là phương án C. Bình thường câu này nó sẽ như nào? Bình thường câu này nó sẽ là S verb O rồi sau đó là O ở toàn bộ cái này. Nhưng người ta không muốn nhắc lại cái cụm này nữa, chính vì thế người ta thay bằng từ with. Chính vì thế nên các bạn khẳng định toàn bộ cái này chính là sub, toàn bộ này chính là sub. Và sau này các bạn sẽ còn gặp rất là nhiều. Chúng ta sẽ có từ many of which, hay là từ much of which, hay từ some of which, vân vân, of which. Đấy, toàn bộ cái này cũng là sub của mệnh đề tính từ đúng không ạ? Bạn chú ý cho mình này. Thì đây toàn bộ cái này gọi là từ thay thế mà. Từ thay thế cho gì? Thay thế cho toàn bộ cái này các bạn. Thay thế cho toàn bộ này. Chúng ta thử xem tiếp đối với câu 11. Đối với câu 11 thì các bạn thấy là có dấu phẩy, chúng ta bám dấu phẩy. Sau dấu phẩy này chúng ta lại có verb đây, vì thế nên lại là FO. Thì đằng trước FO thì có thể có một mệnh đề tính từ, nhưng phải là giản lược. Vậy chúng ta chọn gì? Bây giờ chúng ta thử phân tích câu này như sau. Câu này sau dấu phẩy chúng ta có S cộng với verb O. Thì đằng trước dấu phẩy nào nó bắt đầu bằng giới từ thì đây chính là giới từ cộng với O. Nếu thế thì chúng ta chỉ có mệnh đề tính từ giản lược. Vậy trước chỗ này chúng ta sẽ chọn là verb ED để chuyển thành mệnh đề tính từ giản lược. Chúng ta chọn phương án gì các bạn nhỉ? Phương án A, verb ED cộng giới từ O, rồi sau đó là S verb O. Chúng ta làm tiếp đối với câu 12. Câu 12 thì chúng ta có verb không? Ở đây chúng ta có verb, Như thế này thì các bạn cứ khẳng định từ đầu cho đến đây nó là một S với O. Các bạn cứ làm theo cái tổng quan như này thì đảm bảo các bạn sẽ làm đúng các bạn. Làm đúng. Đây chúng ta có S với O. Rồi, mình cho cái này lên. Thì câu này nó là gì? Đây lại là S cộng verb cộng O gạch. Rồi sau đó thì các bạn thấy the chính là mạo từ. Chính vì thế các bạn xác định từ căn phân này chính là verb. Vậy đây chính là verb cộng O. Thiếu gì các bạn nhỉ? Thiếu sub để chuyển thành mệnh đề tính từ sub cộng verb O, bổ nghĩa danh từ đằng trước đó. Trong trường này chúng ta có thể chọn được phương án B hoặc phương án C. Nó đều là sub của mệnh đề tính từ. Nhưng
Đối với who, nó chỉ là sắp chỉ, chỉ người. Vì thế nên chúng ta không chọn được phương án C mà chúng ta phải chọn phương án B. Tại vì that nó chỉ vừa chỉ người vừa chỉ vật được. Chúng ta chọn phương án B. Sub verb O. Chúng ta xem tiếp đối với câu 13. Đối với câu 13 thì các bạn xem có verb không? Dài này, chúng ta có verb không? Ở đây chúng ta có verb chính là refer to. Refer to. Các bạn chú ý cho mình, refer này luôn đi với to, refer luôn đi với to. Nhớ cho mình nha, refer luôn với to. Nhưng mà các bạn thấy là sau refer này lại có s. Thì đây có phải là s, có phải giới từ không? Vì thế nên các bạn khẳng định là refer to này nó không phải là verb chính, mà nó nằm trong mệnh đề tính từ giản lược verb ed. Đây là verb ed này. Rồi sau đó đây là giới từ này. Rồi sau đó đây là o này các bạn, là o này. Còn because of này thì nó là một giới từ, sau giới từ chúng ta kết thúc bỏ đến đây đúng không? Được chưa mọi người nhỉ? Vậy câu này sẽ như nào? Câu này nó sẽ đang là một cái gạch này, rồi sau đó là o, rồi sau đó chúng ta có một mệnh đề tính từ giản lược verb ed cộng với giới từ o. Mệnh đề tính từ này bổ nghĩa cho danh từ đằng trước đó. Câu này thì chúng ta chưa có verb, chính vì thế nên trong trường này chúng ta thiếu s cộng với verb. Chúng ta tìm s verb thôi. Ở đây chúng ta chọn phương án A hoặc là phương án D các bạn nhỉ. Đây cũng là s verb, đây cũng là s verb. Vậy chọn gì đây? Đối câu này thì các bạn lại phải dịch thôi các bạn. Thì chúng ta sẽ dịch như sau. Đối phương A thì nó là không biên giới phân cách đại dương. Đối với phương án D chúng ta sẽ phân dịch là không có đường biên giới phân cách ở đại dương. Vậy cho chỗ này chúng ta sẽ chọn phương án D của bạn, phương án D. Đối với câu 14. Câu 14 này thì các bạn thấy như nào nhỉ? Chúng ta có verb chưa? Nào, giới từ danh từ chúng ta bỏ rồi đúng không nhỉ? Chúng ta từ was, đây chính là verb. Thì đây chính là cấu trúc là S verb O đầy đủ. S O đầy đủ. Thì bây giờ chúng ta lại phân tích là S cộng verb O. Thấy các bạn thấy là nó đi nó lại chỉ có mấy dạng này thôi các bạn nhỉ? S và O gạch có thể kiểu thế gì? Mệnh đề tính từ, trạng từ, mệnh đề trạng từ. Bây giờ chúng ta mới phân tích tiếp. Thì sau từ that này nó là S và O. Sau that S O thì chúng ta khẳng định toàn bộ đây nó chỉ là mệnh đề danh từ đối với that. Thì mệnh đề danh từ với that chỉ có chức năng là tân ngữ ứng câu rồi. Tân ngữ ứng câu. Vậy cho chỗ này chúng ta chọn gì? Hiện tại chúng ta đang thiếu, đối với cái này chúng ta đang thiếu là mệnh đề tính từ, trạng từ, mệnh đề trạng từ. Chúng ta đang thiếu ba cái này. Thì chúng ta chọn cái gì được các bạn? Ở đây thì chúng ta chọn phương án B. Thì đây chính là mệnh đề tính từ sắp cộng với verb. O này nó toàn bộ đây nó chỉ là mệnh đề danh từ với that. Đối với mệnh đề danh từ với that chỉ có chức năng làm tân ngữ ứng câu. Mình viết lại câu này cho các bạn dễ hiểu hơn. Ở đây chúng ta có, đây chính là sắp cộng với verb. O đâu? O toàn bộ là này các bạn này. O chính là mệnh đề danh từ này. Toàn bộ đây nó chính là mệnh đề tính từ. Và tân ngữ của nó chính là mệnh đề danh từ. Và còn phương C tại sao không chọn được? Tại phương C không chọn được tại vì đang thiếu là thiếu giới từ đúng không ạ nhỉ? Thiếu giới từ. Và thứ hai, mệnh đề danh từ với that chỉ đứng sau động từ chứ không đứng sau giới từ. Các bạn chú ý cho mình chỗ này. Còn phương D thì nó sai. Mệnh đề tính từ không bao giờ có sub s verb o. Các bạn chú ý cho mình đấy. Chúng ta chuyển sang câu 15. Đối câu 15 thì các bạn thấy là có dấu phẩy. Chúng ta phân tích cái vế đằng sau dấu phẩy hiện tại nó đang như nào. Đối câu này thì các bạn thấy là sau dấu phẩy chúng ta có s verb o đủ rồi. S verb o, verb nó chính là từ was, adapt s. Lại là cấu trúc gì các bạn nhỉ? Trong năm cấu trúc cũng là gì? Cấu trúc s gạch này, s verb o gạch s verb o. Có thể thiếu mệnh đề tính từ phải là giản lược hoặc là trạng từ, mệnh đề trạng từ. Các bạn chọn gì đây? Ở đây chúng ta sẽ chọn phương án là phương án D. Nó chính là verb ed cộng với giới từ o.
Nào, ở đây thì các bạn nhìn này, chúng ta có từ write, thì verb ed của nó quá khứ nó chính là từ wrote, còn verb phân thứ hai của nó chính là từ write, written, hay chúng ta hay đọc là written ấy, được nhỉ? Thì đối với verb ed cộng với giới tính o này, thì verb ed luôn luôn là verb phân thứ hai, luôn luôn là verb phân thứ hai của bạn nhé. Chúng ta xem tiếp đối với câu 16. Câu 16 thì các bạn xác định cho mình đâu là chủ ngữ trong câu. Chúng ta có rất nhiều cái dấu phẩy này. Vậy đâu là chủ ngữ trong câu và dấu phẩy nào bắt đầu chúng ta bắt đầu phân tích? Thì các bạn chú ý cho mình đối với cấu trúc song song. Đối với cấu trúc song song thì chúng ta có A, B, C, N, ND hoặc là từ O hoặc từ but. Đây gọi là cấu trúc song. Hiện tại mình đang cho 4 phần tử. Thì làm thế nào, dấu hiệu đâu để biết được là phần tử cuối cùng của cấu trúc song? Thì dựa vào những cái dấu hiệu này các bạn này, sau những cái phần tử này, sau những phần tử N, từ O, từ but thì là phần tử cuối cùng. Vậy cho chỗ này chúng ta thấy là đối với cấu trúc song này, nó đến đây là kết thúc, đấy. Vậy từ đây đến đây nó chính là một S verb O, MO. Thì bây giờ chúng ta phân tích câu này thì nó lại là phẩy này, S cộng verb O thì có thể có là mệnh đề tính từ giản lược. Thì đang hiện tại nó đang chính toàn bộ đây nó là O rồi, O nó là một cụm danh từ. Mệnh đề tính từ giản lược, các bạn tìm cấu trúc mệnh đề tính từ giản lược. Vậy chọn gì đây? Chọn phương án C, nó chính là to cộng với verb O, mệnh đề tính từ giản lược. Còn phương A verb đầu câu sai, phương án B cũng thế và phương án D thừa S và O. Chúng ta làm câu 17. Câu 17 thì các bạn lại có dấu phẩy, chúng ta phân tích cái vế đằng sau dấu phẩy. Verb đầu, verb chính là từ real, verb. Vậy đằng sau dấu phẩy chúng ta có F O, nó lại thuộc cái cấu trúc này các bạn, lại thuộc cấu trúc này. Chúng ta thiếu gì? Mệnh đề tính từ giản lược. Mệnh đề lược, trạng từ mệnh đề trạng từ không có rồi đúng không nhỉ? Vậy chỉ có mệnh đề tính từ giản lược thôi. Vậy chọn gì đây? Phần A loại ngay rồi, phần B liệu chọn được không? To verb O, chưa đúng các bạn. Đằng sau verb này phải là O luôn. Đây có giới từ, vì thế chúng ta không chọn được. Còn phần C thì thừa S và O. Ở đây chúng ta chọn phương án phần D này các bạn, phần D. Nào các bạn chú ý cho mình cái này, các bạn ghi chú ý thêm rồi sao? Nào, thì chúng ta có verb ed cộng với giới từ O của hiện tại âm thanh, nó chính là cấu trúc này các bạn này. Chúng ta có từ having, having been, verb ed cộng giới từ O. Thì đây chính là verb ed cộng giới từ O của hiện tại âm thanh, của hiện tại âm thanh. Các bạn ghi cho mình nha. Chúng ta làm tiếp câu 18. Đối câu 18 thì các bạn thấy là đằng trước dấu phẩy chúng ta phải phân tích cái vế đằng trước dấu phẩy trước. Thì chúng ta thử xem là gì. Đằng trước dấu phẩy này nó đang là verb in cộng với verb in O, mệnh đề tính từ giản lược, verb in cộng O các bạn. Nào, đây chính là verb in cộng O. Verb in cộng O này. Đấy. Thì sau dấu phẩy này kiểu gì cũng phải là một S cộng verb O. Bây giờ chúng ta thử phân tích FO này hiện tại nó đang có những gì rồi. Hiện tại nó đang có dominated, nó là verb, vậy toàn đằng bộ đằng sau nó là O, vậy chúng ta đang thiếu là thiếu S. Tìm S thôi, S lại là gì? Nó lại là cấu trúc quen thuộc của chúng ta. Thiếu gì nhỉ? Thiếu S, S là danh từ, cùng danh từ hoặc mệnh đề là danh từ. Mệnh đề danh từ, loại, có thể là cụm danh từ, mệnh đề danh từ, các bạn chọn gì? Ở đây thì các bạn sẽ chọn gì? Đây các bạn dựa vào mệnh đề tính từ thôi. Nào, chơi cái nhạc cụ này, vậy ai có thể chơi nhạc cụ này thì chỉ có thể là Louis Armstrong thôi, đúng không nhỉ? Tại vì mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho chủ ngữ đằng sau đó mà. Vậy ai có thể chơi được cái nhạc cụ này thì chỉ có là người chơi được nhạc cụ này thôi, đúng không nhỉ? Vì thế nên chúng ta chọn phương án là phương án A. Rất là dễ đúng không nhỉ? Rồi. Câu 19. Câu 19 thì các bạn thấy là nào, phân tích cái vế này trước này thì đây chính là một S verb O. Bao giờ phân tích tổng quát nhỉ? Phân tích đến cái dấu gạch.
Thì câu này nó đang là S cộng với verb cộng O gạch. Rồi, lại thiếu mệnh đề. Tính từ, trạng từ, mệnh đề, trạng từ. Vậy trong chung này chúng ta phương A loại. Đây chúng ta chỉ có thể phương án phương B thôi nhỉ. Đây chính là sub cộng với verb O, mệnh đề tính từ, sub verb O, bổ nghĩa danh từ đằng sau đó. Còn phương C nó đầy đủ sub S O, vì tính nên không chọn được, không chọn được quả. Còn phương D nó lại có vua verb đây là end, sai. Đây là tính từ không bao giờ đứng trước động từ to be, đúng không ạ nhỉ? Vì thế nên không chọn được. Còn câu 20. Đối câu 20 này, các bạn thấy là có dấu phẩy, chúng ta phân tích cái vế mà không có gạch trước. Đấy, các bạn cứ làm cho mình cái tổng quan này nha. Thì đây chúng ta xem có verb không? Chúng ta có begin, chính là verb. Đây là dấu hiệu XSI, vì thế nên I phải là verb. Rồi, thì bây giờ chúng ta phân tích xem nào. Phân tích nào, chúng ta có S cộng với verb cộng với O gạch. Đúng không ạ nhỉ? Vậy có thể có gì? Mệnh đề tính từ, trạng từ, mệnh đề, trạng từ. Thì đây chúng ta chọn gì đây? Thì phương án A loại ngay, tại vì đây danh từ không chọn được. Phương án B cũng loại ngay, không chọn được. Cái này thế loại, ở đây chúng ta chỉ có thể phương án phương C thôi. Đây chính là mệnh đề tính từ, rút gọn, chính là dạng gì các bạn nhỉ? Verb in cộng với verb O. Nếu mà các bạn chưa thuộc cấu trúc của mệnh đề tính từ, yêu cầu các bạn học lại, học bao giờ thuộc thì thôi mới các bạn làm với cái phần luyện này các bạn nhé. Chú ý cho mình, phải thuộc được các cấu trúc thì các bạn xem cái file luyện này các bạn mới hiểu và rõ hơn, thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Chúng ta xem câu 21. Câu 21 này thì các bạn thấy là như nào? Có dấu phẩy, chúng ta phân tích cái vế có trước á. Thì đây là gì các bạn nhỉ? Đây chính là gì? Đây chính là verb in cộng với O, verb in cộng O. Rồi sau đó là đây N này chính là cấu trúc song song của giới từ này các bạn, giới từ. Và đây là giới từ. Đấy, đúng không? Rồi, nhìn này, đây chính là verb in của O. Thì O đang song song của giới từ cộng với danh từ. Nào, câu này chúng ta thử phân tích câu này. Hiện tại chúng ta đang có verb in cộng với verb in O. Rồi sau đó là gì các bạn nhỉ? Sau đó là S. Xem có verb không? Chúng ta chưa có verb. Vậy chỉ có đang thiếu là thiếu verb. Tìm verb rồi. A loại ngay, C lại ngay, tại vì verb in không phải là verb đầy đủ, vì thế nên không phải. Đây chúng ta có thể chọn phương án B hoặc chọn phương án D. Đây chúng ta chọn gì? Hai phương án này. Đây chúng ta sẽ chọn phương án là phương án B, B các bạn. Tại vì sao? Tại vì đây dấu hiệu 7000 BC, 7000 trước công nguyên, vì thế nên đây là liên quan quá khứ, chúng ta phải chọn phương án B. Chúng ta xem tiếp câu 22. Và câu 22 này thì các bạn thấy từ often đúng đầu tiên thì là gì cũng nhỉ? Có dấu phẩy, chúng ta phân tích cái này trước này. Nào, chúng ta thử phân tích này. Nào, chúng ta ôn lại chút. Đối với mệnh đề tính từ dần lượt còn nguyên O thì có những cái gì? Thì chúng ta thứ nhất dấu hiệu gồm có tính từ, thứ hai là trạng từ cộng với tính từ, thứ ba là often, always cộng với danh từ. Thì khi mà các bạn thấy là often, always đứng đầu tiên ấy, đứng đầu câu ấy, thì kiểu gì đó là mệnh đề tính từ dán lừa còn nguyên O các bạn. Rồi còn nguyên O thì sau nó thì kiểu gì cũng là một S cộng với verb của O thôi. Vậy trước chỗ này chúng ta thấy là câu này chúng ta có verb không? À, chúng ta có verb, chính là từ acts. Mà cái verb này đứng sau từ end, mà end lại là cuối song song. Chính vì thế nên đằng trước từ end bắt buộc cũng phải có một verb nữa, có một verb nữa. Và thì đây chính là song song của verb O này. Vì thế nên đằng trước bao giờ nó thiếu là thiếu gì vậy nhỉ? Thiếu một S cộng với S cộng verb, S cộng verb. Chúng ta tìm S cộng verb, hoặc có thể là O rồi, đang song song của verb O1 và N, N verb O của 2, các bạn nhỉ? Đây là verb O1. Thì chúng ta chọn gì đây? Thì các bạn thấy là có một cái từ có sự thay đổi, một từ có sự thay đổi verb in. Đây là verb in. Đây là bình thường. Vậy chỉ có verb mới có sự thay đổi như này thôi các bạn.
chính vì thế chúng ta khẳng định từ ground này nó chính là verb. Ở đây chúng ta dễ dàng chọn được phương án là phương án vấn đề s verb o. Đây trong trường này đang song song của verb o và n verb o. Đối với phương C chúng ta thiếu verb, phương án B chúng ta thiếu verb, còn phương án A chúng ta chọn được. Tại vì sao? Mình sẽ phân tích các bạn để các bạn rõ hơn. Thì các bạn nếu như thế thì các bạn toàn bộ đây là mệnh đề tính từ trả lời của O. Đây chính là sub cộng với verb O, thì đây chính là sub cộng với verb O. Nếu thế thì câu này chúng ta thiếu cả gì không nhỉ? Thiếu cả một S verb O, chúng ta chưa có F O. Toàn bộ từ ground cho đến hết này nó chính là sub verb O rồi. Vì thế nên trong trường hợp này đang thiếu là một S O, chưa có. Chúng ta làm câu 23. Câu 23 này thì giới tự danh từ chúng ta bỏ đi đúng nhỉ? Verb đâu? À đây chính là mạo từ. Đây chính xác định là verb. Đây chính là S O thì đủ rồi. Vậy chọn gì? Ở đây thì các bạn có thể nghi ngờ là phương án A sub verb O đúng không? Được. Đúng nhỉ? Tại vì chúng ta thấy là có sự thay đổi verb D, vì thế các bạn khẳng định là in still chính là verb. À đây các bạn, nếu mà giống phần này các bạn chú ý cho mình, đây cũng có thể là một trong những cấu trúc như này. Cấu trúc này chính là cấu trúc là danh từ phẩy danh từ. Đây gọi là từ được định nghĩa, còn đây là từ định nghĩa. Đấy, hai từ này sẽ tương đương nhau. Mình sẽ dịch để các bạn rõ hơn một chút. Từ summary này, thành lập một trường Petkin cho người mù. Nó là một học viện cho những trẻ em ở Boston, các bạn. Boston. Ở đây chúng ta sẽ chọn phương án vấn đề. Câu này hơi khó các bạn chút. Chúng ta thử làm câu 24. Câu 24 này các bạn thử xem có verb không bạn nhỉ? Nào, verb chính là từ break. Verb chính là break. Thế đây chúng ta có rồi, add verb O đủ. Lại có thể có mệnh đề tính từ, trạng từ, mệnh đề trạng từ. Các bạn chọn gì? Nào, chúng ta phân tích. Đây chúng ta có add cộng với verb O gạch. Rồi, sau đó có mệnh đề tính từ, trạng từ, mệnh đề trạng từ. Khi các bạn phân tích được nó thiếu cái gì xong thì các bạn mới phân tích cái chỗ còn lại nha. Thì hiện tại chỗ còn lại thì các bạn, đây trạng từ chúng ta không xét rồi đúng không nhỉ? Trạng từ bỏ đi. Thì nó đang là verb ID cộng với giới tự O. Nào, đây chúng ta, khi mà các bạn nhìn thành câu verb ID có giới tự này thì các bạn phải nghi ngờ thêm một cái nữa, nó là thể bị động. Thể bị động là S cộng với to be cộng verb ID cộng giới tự O. Thì các bạn chọn gì đây? Rồi, các bạn sẽ chọn được phương án là phương án A, quên A. Thì đây chính là sub cộng với verb. Verb nó đang ở thể bị động này các bạn. Sub cộng verb O, verb này đang ở thể bị động. Thì đây là bị động của động từ khuyết thiếu. Động từ khuyết thiếu S cộng với động từ khuyết thiếu cộng với be cộng với verb ID cộng giới tự O. Đấy, đây này các bạn này, động từ khuyết thiếu. Rồi, chúng ta xem tiếp đối với câu 25. Đối với câu 25 thì các bạn thấy là có dấu phẩy đây. À, until đây trước, until. Nó là sắp mệnh đề trạng từ. Rồi sau đó chúng ta có, đây chính là verb này các bạn. Đây là mệnh đề trạng từ. Chúng ta sẽ học sau, sắp SO, mệnh đề trạng từ. Mệnh đề trạng từ thì nó như là một trạng từ, chúng ta cũng loại bỏ đi. Nào, sau dấu phẩy chúng ta có SO không? Sau dấu phẩy chúng ta có verb, nó chính là từ mix, đúng nhỉ? Trộn lẫn, pha trộn đấy. Rồi, thì đây chính là đuôi IST, đuôi chỉ người. Chính vì thế nên chúng ta khẳng định đây chính là verb. Lại là cấu trúc là gì các bạn nhỉ? Phẩy S cộng với verb O. Thì đây là gì các bạn? Đây chính là mệnh đề tính từ gì? Đây phải là đề to verb O. Mệnh đề tính từ giản lược to verb O, bổ nghĩa cho chủ ngữ. Đằng sau đó chúng ta chọn phương án phần C. Nào, câu 26. Câu 26 thì các bạn thử xem có verb không.
Ở đây thì cũng thấy là đây có xs, is thì chúng ta khẳng định một trong hai cái này là có verb, là một verb. Vì thế các bạn coi như là đây là một s verb o đầy đủ luôn rồi đúng không ạ nhỉ? Verb trong chỗ này chính là từ từ is. Thì zby này là con giao tiếp verb chúng ta không xem. Nào, chúng ta thử xem là gì. Chúng ta có s verb o, s cộng với verb o gạch, có thể có mệnh đề tính từ, mệnh đề tính từ, mệnh đề trạng từ hoặc là trạng từ. Ở đây chúng ta có chọn được những phương án nào? Phương án A, to verb o, chọn được, quá đi chứ. Phương án B, verb o, cũng chọn được, quá chọn được. Phương án C, sub verb o, cũng chọn được các bạn, cũng có thể chọn được. Vậy trong chỗ này chúng ta chọn gì? Vậy chọn gì? Thứ nhất là các bạn chú ý cho mình, đối với mệnh đề tính từ giản lược và mệnh đề trạng từ đầy đủ thì chúng ta phải ưu tiên cái giản lược. Vậy trong chỗ này chúng ta loại được mệnh đề đầy đủ, đầy đủ. Và cái thứ hai nữa, các bạn có thể loại trừ là như này. Ở đây chúng ta từ xếp nó chính là gì nhỉ? Chỉ ở số ít. Các bạn nhìn này, nếu mà danh từ rồi sau đó chúng ta có một mệnh đề tính từ sub cộng verb o, verb này chia theo gì? Chia theo danh từ đằng trước sub. Tại vì sao sub này thay thế cho nào mà, vì thế nên verb này chia theo danh từ đằng trước sub. Ở đây các bạn thấy là danh từ đây là số nhiều mà động từ đây là số ít, vì thế nên sai. À đây, cái thứ hai nữa mà chúng ta có là to verb o thì dấu hiệu là gì không nhỉ? Dấu hiệu đằng trước phải là số thứ tự, như đằng trước không có số tự đâu cả. Chính vì thế nên chúng ta loại được phương án A nữa. Vậy trong chỗ này chúng ta sẽ chọn phương án là phương án B. Chúng ta làm câu 27. Câu 27 này hơi khó một chút, chúng ta thử xem như nào đây. Từ where này đến hết nó là mệnh đề trạng từ, đây là chính là sub. Sub, đây chính là s verb o, mệnh đề trạng từ chúng ta xét. Ở đây chúng ta có hai verb chính là từ move to Canada và từ was opposed to, đây chính là verb. Vậy trước chỗ này chúng ta thử xem đâu là verb chính, đâu là verb phụ. Ví dụ các bạn khẳng định ở đây là verb phụ đi, mệnh đề tính từ giản lược, verb đề cộng dưới o thì các bạn khẳng định đây là verb chính. Vậy sẽ chọn gì? Chọn gì các bạn? Nếu thế thì các bạn có thể chọn phương án là phương án A, verb hình của o được không? Mệnh đề tính từ của những danh từ đằng trước đó. Nhưng mà các bạn thấy là nếu thế thì đây là chủ ngữ, đây là số ít mà đây lại chia số nhiều. Chính vì thế nên cái này không chọn được. Phương B thì càng không rồi. À, phương án C thì liệu chọn được không? Cũng không chọn được. Tại vì sao? Who nó là mệnh đề tính từ. Và sắp của mệnh đề tính từ chỉ người mà đây không phải đuôi chỉ người. Vì thế nên chúng ta không chọn được phương án C. Vì thế nên chúng khẳng định từ move này nó chính là verb chính. Là verb chính. Vậy đây chính là phải là verb phụ. Nếu thế thì chúng ta sẽ chọn gì? Đây hợp nhất thì chúng ta chỉ có thể phương án D rồi. Cấu trúc của nó là gì? Thì đây chính là S này các bạn. S. Rồi sau đó là verb cộng với O. Đối với S này chúng ta có một mệnh đề tính từ chính là sub cộng với verb O. Mệnh đề tính từ bổ nghĩa do chủ ngữ đằng trước đó. Chủ ngữ đây chính là từ settler này. Rồi sau đó có mệnh đề tính từ chính là sub cộng với verb O. Và đây thì các bạn thấy là có sự thỏa mãn đúng không? Đây số nhiều và đây chia số. Đây chia gì nhỉ? Đây chia số nhiều, cái tí ok. Đây và verb chính chính là từ move. Rồi, verb chính cho chỗ này nó chính là từ move. Đây chính là verb. À, câu 28. Câu 28 nào. Chúng ta thử xem in dưới từ này chúng ta bỏ đến đây đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta thử xem như nào đây. Đây toàn bộ đây thì đây là chỉ là verb đây này nó chỉ là một tính từ bổ nghĩa cho danh từ đằng sau đó thôi các bạn nhỉ. Rồi tại vì đây không có s vì nên chúng ta khẳng định đây chỉ là tính từ bổ nghĩa cho danh từ đằng sau đó. Chúng ta thử phân tích như sau. Câu này đây chính là s gạch a từ who cộng với how, từ a này chính là mạo từ, chính mình khẳng định là từ how này chính là verb. Vậy đây chính là sub cộng với verb o, chính là mệnh đề tính từ
Thì đối mệnh đến từ thì kiểu gì đằng trước đó phải là một danh từ, thiếu một danh từ a. Rồi, đây thì thiếu là thiếu verb. Vậy chắc chắn là thiếu verb cộng với một danh từ, verb một danh từ. Rất là đơn giản đúng không bạn nhỉ? Đây chúng ta phân tích như thế. Kiểu gì chúng ta sẽ biết được đang thiếu cái gì và nhìn các đáp án tìm cái thiếu đấy là các bạn chọn thôi. Ở đây các bạn dễ dàng loại được ngay phương án A, B ngay tại vì chúng ta đang thiếu verb O ngay mà. Vậy trước chuyện chúng ta chọn phương C hoặc phương D. Ở đây chúng ta sẽ chọn phương án phần C, phần C. Nó thỏa mãn là gì vậy nhỉ? Đây chính là verb và đây là một danh từ. Để sau đó có một mệnh đề tính từ chính là verb sắp cộng với verb O. Còn phương án D không chọn được tại vì đây là verb ED rồi. Trạng từ, à động từ, sau động từ không thể nào mệnh đề tính từ được. Và thứ hai cái này sai các bạn. Rồi, các bạn chú ý cho mình đổi cái này. Chúng ta có từ hold, cầm nắm đấy. Chúng ta verb ED của nó chính là từ từ held. Hold held held. Hold held held. Nghĩa là cầm nắm cái gì đó. Chúng ta xem câu 29. Đối câu 29, đây chúng ta xem có verb không. Từ đây đến đây nó chỉ có chút A ở A B rồi. Nó chỉ là một chủ ngữ rồi, chủ ngữ. Thì in nó chơi từ đến đây chúng ta bỏ. Đến đây chúng ta bỏ. Rồi sau đó chúng ta có một mệnh đề danh từ với that đúng không nhỉ? Sắp, đây các bạn này, đây là sắp verb O mệnh đề tính từ. Bổ nghĩa danh từ đằng trước đó chính là danh từ này. Rồi, trước chỗ này câu này chúng ta đang thiếu là thiếu verb và thiếu cả O nữa. Đây chúng ta chọn gì? Đây chúng ta chọn loại ngay được phương án này đúng không nhỉ? Danh từ sai. À, phương này sai tại vì nếu mà chọn là thừa chủ ngữ có hai chủ ngữ sai. Đây chúng ta có thể chọn phương án B hoặc phương án D rồi. Rồi, ở đây chúng ta chọn là phương án B, phương án B. Đây là attempt to có nghĩa là cố gắng làm gì đó. Các bạn chú ý cho mình cái này nha. Attempt to, attempt luôn đi với attempt to, attempt to cố gắng làm gì đó. Chứ chuyện này là cố gắng giải thích mọi thứ được nhỉ? Attempt to explain everything, cố gắng giải thích mọi thứ. Chúng ta không chọn phương án vấn đề được. Nào, chúng ta làm câu 30. Ở câu 30 thì các bạn thấy là từ đây đến đây là gì không nhỉ? Nào, có dấu phẩy, chúng ta phân tích cái đằng trước dấu phẩy này trước. Bắt đầu phân tích từ đầu nào. Thì đây có phải là mệnh đề tính từ giản lược không bạn nhỉ? Verb ED cộng với giới tính O. Đấy, chúng ta bóc tách dần nha. Đây chính là verb ED cộng với giới từ cộng O này. O này chính là một danh từ. Chính vì thế nên lại có một mệnh đề tính từ tiếp chính là sắp cộng với verb cộng O. Sắp cộng verb O. Và đối với verb O này thì nó là cấu trúc song song đối với từ O này các bạn. Đây này các bạn này. Sắp cộng verb O rồi sau đó O, verb O này đến đây. Đúng không nhỉ? Song song của verb O, song song của verb O của đây. Vậy sau dấu phẩy này kiểu gì cũng thiếu là một adverb O. Rồi, bây giờ chúng ta tìm một adverb O là chúng ta tìm rồi. Ở đây thì chúng ta loại được ngay phương án A, chúng ta chưa có verb. Chúng ta loại được phương nào được không? Rồi. Phương án C cũng thế, tại vì chúng ta từ must là verb vì sai chúng ta đang thiếu một FO, chúng ta có thể chọn phương án B hoặc phương án D rồi. Nhưng các bạn chú ý cho mình, đối với mệnh đề tính từ giản lược, mệnh đề tính từ giản lược thì bổ nghĩa cho chủ ngữ đằng sau đó đúng không? Vì thế nên bao giờ nó có sự mối tương quan. Ở đây thì mối tương quan thường đối với verb ED cộng với O này. Thì mối tương quan của cái này này, của cái tân ngữ này thì nó sẽ tương quan đến với chủ ngữ này. Nào các bạn chú ý cho mình, verb ED cộng với giới tính O, S cộng với verb O thì bao giờ cũng có sự mối tương quan của này. Thì các bạn thấy là ở đây chính là face bridge, chính là bề mặt đúng không nhỉ? Vậy cho chỗ này chúng ta thấy là đối với chủ ngữ đây và chủ ngữ đây thì các bạn thấy có sự mối tương quan gì? Surface chính là bề mặt. Vậy đây chúng ta thấy có từ face bridge, vậy chính là bề mặt gạch. Vậy trong trường này chúng ta chọn phương án B có sự mối tương quan đấy các bạn.
À, chúng ta làm cấu 31. Đối với 31 này thì các bạn thấy là từ đây đến đây chính là mệnh đề chạm từ. Mệnh đề tính từ chúng ta bỏ. Tiếp từ to dưới từ chúng ta bỏ. Vậy còn mỗi từ limit. Limit vừa là động từ vừa là danh từ. Vậy trong chỗ này chúng ta khẳng định nó là gì? Nếu mà nó là động từ thì chúng ta thiếu là thiếu s. Vậy đây chúng ta không có tìm thấy là cái s nào cả, vì thế sai. Vậy chúng ta khẳng định từ limit này nó là một danh từ. Vậy nếu mà danh từ thì nó thiếu là thiếu s cộng với verb. Rồi chúng ta chỉ có thể phương án phương C rồi. Chúng ta làm tiếp đối với cấu 32. Đối với câu 32 này thì các bạn xác định đâu là verb. Verb nó chính là consist of. Các bạn chú ý cho mình nha. Consist đi luôn đi với of, nghĩa là bao gồm. Ở đây thì chúng ta lại phân tích là S verb O đầy đủ. S verb O đầy đủ. Nào chúng ta phân tích. Đây chính là S cộng với verb O đầy đủ. Đây. Lại có thiếu là mệnh đề tính từ, chạm từ mệnh đề, chạm từ. Bây giờ chúng ta phân tích cái việc còn lại. Chú getter nó chạm từ chúng ta bỏ. Thì thứ ba là gì nhỉ? Giới từ. Thì các bạn cứ cho là đây là giới từ. Thì sau toàn bộ các bạn cứ coi như là O đi. Tại vì sao? Tại vì kể cả nó dài như nào, các bạn cứ xác định nó là O. Thì đây có thể thiếu gì? Thì các bạn thấy là đối với cái câu này thì các bạn thấy là sau to be thì chắc chắn là đây là verb ed của phần từ 2 rồi. Vì thế nên các bạn, đây là chính là từ bài. Vậy từ bow này chính là verb ed hay là verb phần từ 2 của từ bài. Đúng không? Rồi, vì thế nên chúng ta chỉ có thể chọn phương án phần D. Này nó chính là verb ed cộng với giới O, mệnh đề tính từ giản lược bổ nghĩa cho danh từ đằng trước đó. Chúng ta làm câu 33. Câu 33 thì các bạn thấy xem như nào nhỉ? Đây chính là một danh từ. Rồi sau đó giới từ của danh từ là các bạn này, giới danh từ. Nào, đây chính là mệnh đề tính từ chính là sắp cộng với verb cộng với O đến đây. Đúng không? Rồi đây chính là S, đây chính là verb và toàn bộ đây là O. Rồi đây chính là sắp mệnh đề tính từ bắt đầu bằng từ who, tại vì đuôi IAN là đuôi của danh từ. Nào phân tích nào. Đây chúng ta có S cộng verb cộng O. Okay. Ở đây thì chúng ta có who rồi. Who chính là sắp của mệnh đề tính từ rồi. Đây chúng ta có O rồi. Vậy thiếu gì không nhỉ? Thiếu một verb để chuyển thành mệnh đề tính từ sắp cộng với verb O. Thì chúng ta thiếu một verb thôi. Chọn gì? Chọn phương án quyển B, quyển B. Nào sắp cộng verb O thì đây thừa F O sai. Nếu mà đây chọn được không? Ừ, đây chọn to be cộng verb D thì đây phải là thiếu giới từ cộng O mới được. Vì thế nên chúng ta sai. Còn phương án A, verb in nó không phải là verb đầy đủ. Chính vì thế nên chúng ta không chọn được. Câu 34. Ở câu 34 thì các bạn thấy sao nhỉ? Đây chúng ta có S verb O rồi. Đây chính là MO. Rồi sau đó thì sao? Đây chính là is. Thì dễ dàng chúng ta chọn được phương án phương C thôi. Thì đây chính là mệnh đề tính từ giản lược verb ED cộng với giới từ O. Câu này chính là S cộng với verb cộng O. Rồi sau đó là verb ED cộng với giới từ O. Mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho danh từ đằng trước đó. Rồi chúng ta làm tiếp đối câu 35. Đối câu 35 này các bạn thấy là giới từ danh từ đến đây đúng không nhỉ? Rồi sau đó có một mệnh đề tính từ chính là sắp cộng với verb O. Đấy, sắp cộng verb O. O này lại là một danh từ, chính vì thế lại có một mệnh đề tính từ chính là sắp cộng verb O tiếp. Đấy, các bạn thấy là nếu mà các bạn rõ ràng mệnh đề tính từ, nhớ cho mình mệnh đề tính từ đứng sau danh từ để bổ nghĩa cho danh từ trước đó. Giới thiệu danh từ, sau đó mệnh đây là danh từ, vì thế lại có một mệnh đề tính từ chính là sắp cộng verb O bổ nghĩa danh từ này. O này lại là danh từ, chính vì thế lại có một mệnh đề tính từ sắp verb O tiếp. Vậy nếu thế thì chúng ta loại bỏ từ đây đến đây. Câu này đang thiếu là thiếu cả một S cả verb O. Chúng ta chọn S verb O. Vậy chỉ có thể phương án vấn đề sometime nó là dấu hiệu xác định verb, chính vì thế các bạn khẳng định là tiếp theo này chính là verb. Rồi chúng ta chọn vấn đề. Rồi còn các câu khác thì các bạn tự luyện. Rồi sau đó thì mình sẽ chữa cho các bạn. Xin chào các bạn.